nào đang cần một con máy khoan bê tông bán chức năng ngon, chất lượng mà hàng giá thì hợp lý thì anh em vào đây với em ạ. Vào đây với em lên luôn cho em hai cái mã máy khoan bê tông cực kỳ chất lượng và giá thì khá là hợp lý, hàng của Decto anh em ơi. Bảo hành cho các bác là 6 tháng trên toàn quốc mà công suất lại quá là lớn luôn các bác ạ. Đây anh em ơi, đầu tiên là lên cho em một cái mã em bán rất là nhiều luôn rồi, còn Decto 2603C thì quà tặng của chương trình của công ty này, quá trời luôn, ok anh em ơi. Đây, tặng luôn các bác là hai mũi khoan và ba bộ đục đi kèm luôn. Có đồ anh em đi anh em sử dụng kèm luôn. Về nhà các bác mua máy anh em có cả đồ. Về là chuyển luôn các bác ạ, khoan bê tông luôn. Máy khoan bê tông thì các bác có đục được không? Tất nhiên là có rồi anh em. Nó là ba chức năng nên các bác có thể vừa khoan bê tông vừa đục. Nhưng mà chắc chắn thì chức năng khoan bê tông nó sẽ là chiếm ưu thế luôn này. Con này có tặng kèm một đôi thang đi kèm nữa các bác nha. Đây anh em ơi, con này thì phải nói là em bán rất là nhiều ra ngoài thị trường rồi. Khoan bê tông 3 chức năng này, anh em có thể khoan bê tông, khoan búa và anh em có thể đục được luôn cho em. Công suất lên đến là 1050W và vòng tua con này là 1180 vòng 1 phút. Một mã máy của bê tông phải nói là bán rất là nhiều. Doanh số con này ra thị trường cũng khá là nhiều luôn. Có đầy đủ gạt đảo chiều cho anh em nha. Dòng công ty, dòng chất lượng và giá thì quá là rẻ, có 1.150.000 là anh em đã được sở hữu con máy khoan bê tông hàng công ty rồi, bảo hành lên đến là 6 tháng luôn. Với hàng công ty thì yên tâm về chất lượng để sử dụng các bác ạ, vì đã họ bảo hành theo công ty rồi. Chắc chắn một điều là cái chất lượng họ sẽ trau chuốt từng cái chi tiết một cho anh em luôn. Dây con này cũng khá là dài luôn nha, anh em mà kéo dòng dây rất là tiện lợi luôn. Đây, nhìn cái ổ cắm đã đủ thế xịn rồi. Còn nếu mà anh em có thể là có cái mắt thẩm mỹ của mình muốn đẹp hơn, hầm hố hơn, các bác có thể lên cho em một mã máy khoan bê tông của Decto. Con này thì mới ra, con này thì nó ra sau anh em nhá, ra sau chắc chắn là về cái đường thiết kế sẽ đẹp hơn. Công suất thì đều là 1050W anh em nhá, 1050W luôn. Con này thì có cò bóp đây anh em ơi, và khác nhau là ở khác tại cái gạt đảo chiều anh em ơi. Gạt đảo chiều con này bấm như này anh em ạ. Rồi khoan bê tông này, khoan búa vào đục luôn cho em. Công suất cũng lên đến là 1050W cho em nha. Công suất là 1050W này, mà 2603B. Con này khá là đẹp luôn. Con này thì đầu 26 anh em, vòng tua từ 0 đến 1180 vòng 1 phút luôn. Hàng Decto thì phải nói là anh em nào mà đã sử dụng thì biết với chất lượng rồi. Đã sử dụng Decto anh em nào thợ thuyền này, giá cả thì vừa phải, chất lượng thì quá là ngon. Nếu mà lấy một con máy làm công trình thì cứ chuyển luôn dòng này cho em, khỏi phải lăn tăn gì luôn. Đặc biệt luôn, công ty thì luôn nghĩ đến quý khách hàng bên em. Đây, có tặng luôn cho các bác là 3 mũi khoan bê tông và 2 mũi đục về nhà mua máy rồi. Lại còn có cả cái phụ kiện đi kèm theo luôn. Về là chỉ có việc là làm luôn anh em ạ. Dây nguồn này con này nhìn này, chất lượng các bác ơi, quá là lớn luôn. Mà giá con này cũng khá là hợp lý, hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ cho anh em lên đến là 6 tháng luôn. Mà giá chỉ có 1.280.000. Thì sau đây anh em sẽ cùng em đi test thử, em sẽ test con máy này luôn nha. Test xem nó có ngon, nó có khỏe như lời em giới thiệu không các bác ạ. Các em sẽ test thử chức năng khoan bê tông với con Decto 2603B anh em nha. Con này công suất lên đến là 1050W luôn. Hàng Decto phải nói là bao xài cho anh em đi làm công trình luôn ạ. Nó là quá khỏe và quá là ngon luôn anh em nha. Mã con Decto 2603B, máy phải nói là thiết kế cực kỳ là đẹp, hàng chất lượng, hàng công ty. Em đang sử dụng của là em khoan bê tông trên cái bê tông cốt thép anh em nha, rất là chắc luôn á, xài bao phê cho bác nhà mình luôn á. Anh em nào đi làm công trình mà cầm con máy khoan bê tông này làm, các bác cần đục thì đục luôn cho em nha, đục bê tông luôn các bác ơi.
cận cảnh lô cho em nha. Cực kỳ ngon, máy chất lượng và giá thành thì khá là hợp lý luôn ạ. Đấy, phải nói là quá ngon đúng không anh em? Anh em nào mà đang tìm một con máy, đang cần một con máy khoan bê tông 3 chức năng để đi làm công trình, để đi làm thợ thì anh em gọi là khỏi phải lăn tăn luôn. Chuyển luôn cho em dòng Rectone này, có hai mã cho anh em mình lựa chọn luôn. Thích thiết kế nào các bác có thể lựa chọn con máy đấy. Giá cả thì khá là hợp lý, chất lượng thì quá là ngon, bảo hành thì dài hạn rồi. Nên anh em mà có nhu cầu, anh em có thể là anh em alo trực tiếp cho em. Các đầu số bên em là 0929 826 628 hoặc 0982 826 628. Máy ngon, máy đẹp, máy chất lượng mà giá lại quá là hợp lý. Anh em quan tâm bên em thì nhớ đăng ký kênh nha. Để khi mà bên em lên video giới thiệu sản phẩm thì các bác có thể là cập nhật được luôn á. Và xin chào tạm biệt tất cả anh em ạ.